xuất hiện tại Việt Nam. Chức năng mua cổ phiếu định kỳ đã có mặt trên ứng dụng đầu tư chứng khoán KBBuddy. Mua cổ phiếu định kỳ giúp nhà đầu tư tạo lập thói quen đầu tư thông minh thông qua việc tích lũy cổ phiếu đều đặn với mức giá bình quân nhằm xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, bền vững. Hiệu quả tăng trưởng vượt trội so với các hình thức đầu tư khác. Quản trị rủi ro tốt hơn và tránh được sự ảnh hưởng của các hiệu ứng tâm lý, thiết lập thói quen đầu tư dài hạn, chuyên nghiệp. Thao tác đặt mua cổ phiếu định kỳ cực nhanh chỉ trong vòng 1 phút. Quý khách đăng nhập và truy cập vào phần mua cổ phiếu định kỳ. Sau đó chọn mã chứng khoán, giá trị tiền muốn mua định kỳ, tần suất mua định kỳ và số lần mua lặp lại. Tiếp theo, quý khách tích chọn đồng ý với các điều khoản và điều kiện và bấm xác nhận. Quý khách hoàn tất đặt lệnh mua cổ phiếu định kỳ bằng cách nhập mã OTP và bấm xác nhận ở màn hình xác nhận lệnh mua cổ phiếu định kỳ. Để quản lý các lệnh mua cổ phiếu định kỳ đã đặt, quý khách chuyển sang tab quản lý lệnh. Các lệnh mua định kỳ sẽ được hiển thị trên màn hình. Quý khách có thể hủy lệnh mua định kỳ bằng cách bấm vào dấu X bên cạnh lệnh đã đặt và nhập mã OTP để xác nhận hủy lệnh. Chi tiết quy định mua cổ phiếu định kỳ có thể xem tại website KBSV và mục hướng dẫn giao dịch. Tải app KBBuddy ngay để trải nghiệm những tính năng mới vô cùng hấp dẫn. Quý khách vui lòng quét mã QR code trên màn hình hoặc đăng nhập theo hướng dẫn bit.ly/KBBuddy để thực hiện tải app. Chúc quý khách giao dịch thành công cùng KBSV!